Xin chào các bạn, đây là mình rất hay và cũng rất là khó. Khi ta thấy là bên đó còn pháo sĩ và tốt, còn bên đang là còn tốt và song tượng. Như ta thấy thì bên đó muốn chiến thắng được thì việc đầu tiên là phải nhổ được cái gai trước mắt, đó là con tốt nằm ở đường năm. Tại vì có tốt này thì sĩ không thể chống lên được. Nếu mà sĩ chống lên thì tốt sẵn sàng ăn sĩ, hy sinh. Và như ta thấy thì nếu mà pháo tốt thì không có làm gì được với song tượng. Do vậy, việc đầu tiên của bên đỏ là phải suy nghĩ làm sao tiêu diệt được con tốt này. Nhưng mà muốn tiêu diệt nó thì cũng phải có một kỹ thuật. Thật ra là cũng rất là khó. Thì việc đầu tiên đó là bên đỏ đi pháo bên của bên lầu 8. Thì đến đây tốt thì vẫn giữ nguyên, bên đang có thể lên đi tường chẳng hạn như thấu tường về, thì pháo lại tiếp tục là tấn chiếu, tường phải chống lên, sau đó thì pháo lại đưa vào lộ 5 để ngăn không cho con tường này di chuyển. Tại vì như ta thấy là nếu mà tường di chuyển thì tốt mình sẽ mất, và tốt mất thì đồng nghĩa với bên đang phải chịu thua. Đến đây thì đang bắt buộc phải lại di chuyển tốt, chẳng hạn như là tốt bình của lộ 6. Thì đến đây nếu mà chúng ta vội vàng đi tướng tấn 1 thì tốt sẽ ngay lập tức chiếu tướng và đồng thời ăn sĩ, là sẽ dẫn đến gỡ hòa. Do vậy đến đây thì bên đỏ sẽ không tấn tướng, và lúc này sẽ chơi nước là sĩ tấn lên để truy đuổi tốt. Tốt không thể tấn xuống được tại vì sĩ sẽ chống lên, mà khi sĩ chống lên thì kết hợp với tướng mình ra nữa, pháo kéo về nữa thì tất nhiên là tốt là sẽ mất. Do vậy bắt buộc tốt lại phải bình vào. Đến đây thì sĩ lại thối về lộ 6. Ta là xét hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là tốt 5 lại bình của lộ 6, và trường hợp thứ hai là tốt bình của lộ 4. Xét là thứ nhất đó là tốt bình của bên lộ 6, thì đến đây tướng tấn 1. Như thấy nếu mà tốt tấn 1 chủ tướng thì tướng sẽ bình của lộ 4, và khi mà tốt là xuống đường này thì pháo sẽ kéo về kết hợp với tướng và sĩ và sẽ tiêu diệt mà chốt. Còn nếu như mà chốt bình qua bên lộ 7 thì tướng sẽ ngay lập tức tấn 1. Nếu tốt bình chiếu đi nữa thì tướng cũng sẽ bình quân lộ 4. Và như trong trường hợp này thì tốt chắc chắn cũng sẽ mất. Vậy ta sẽ xét đến trường hợp thứ hai, đó là tốt không bình qua bên lộ 6, mà lúc này tốt sẽ bình qua bên lộ 4. Thì đến đây bên đỏ sẽ đi như thế nào? Ở đây thì tiếp tục tướng lại phải tấn 1, ngăn không cho tốt xuống. Tại vì nếu tốt xuống thì chắc chắn là sĩ sẽ mất. Thì bên đây lúc này thì sẽ di chuyển tượng. Tại vì nếu mà tốt bình qua thì tướng sẽ tấn 1 thôi. Do vậy tượng 5 lại thối bài. Thì pháo lại bình của bên lộ 6. Tượng tiếp tục tấn lên. Thì đến đây ngay lập tức tốt ở lộ 5 sẽ bình qua bên lộ 4. Và truy đủ tốt, tốt bắt buộc phải bình ra. Đến đây thì như ta thấy là đỏ đã thành công được bước đầu, có nghĩa là đủ được con tốt này ra khỏi những cái lộ quan trọng có thể hăm hai bác sĩ. Nhưng mà việc tiếp theo là phải thoát được con pháo này ra. Pháo thì đang bị kẹt bởi tượng và bởi tướng, còn phía sau thì kẹt bởi tốt. Vậy làm để cách nào để thoát được con pháo này ra và kéo về để bắt tốt? Thì bước đi tiếp theo cũng rất hay của bên đỏ, đó là bình tướng qua bên lộ 6. Đến này thì đang tiếp tục chơi tướng bình lộ 5. Thì bên đỏ tiếp tục bình tốt qua bên lộ 7 để nằm bước kế tiếp sẽ thoát pháo ra. Như thấy đến này mà nếu mà tốt tấn 1 chung tướng thì cũng không làm được gì, tại vì tướng sẽ tấn 1 và vẫn đang giữ pháo. Do vậy bên đang sẽ đi tượng, thì tượng 5 sẽ tấn lên trên, thì pháo lúc này sẽ thối về ba nước. Tướng đang lại bình qua để khóa pháo thì sĩ lại chống lên, đang lại tiếp tục đi tượng. Thì đến đây sĩ lại tấn lên lộ 4. Nếu mà tượng lại thối về thì lúc này tướng sẽ bình lộ 5 để tìm đường giải thoát cho pháo. Đến này thì tốt lại tiếp tục bình vào thì vẫn không hề ăn gì, tại vì pháo sẽ kéo qua bên lộ 1. Phục nước kế tiếp sẽ là thổ về bắt chết tốt. Đến đây nếu mà tốt tấn 1 thì tướng chỉ đơn giản là bình của bên lộ 4. Nếu mà tốt tiếp tục tấn 1 thì lúc này tướng lại thối 1. Nếu mà tướng 4 lại bình 5
để bước kế tiếp sẽ bình vào chú tướng, thì bình đỏ vẫn bình thường, đây là tốt, bình vào lỗ 6. Nếu mà tốt bình 5 thì tướng lại tấn 1. Nếu mà tốt 5 lại bình của lỗ 4 thì đến đây nó sẽ đơn giản là thối về để trị độ tốt. Thì ta thấy nếu mà tốt bình qua bình lỗ 3 thì tướng sẽ tấn 1, sau đó thì kéo pháo về bắt cho tốt. Do vậy tốt lại phải bình lỗ 5. Thì đến đây đơn giản là pháo dưới cần bình vào giữa và tốt này chắc chắn sẽ mất. Đồng nghĩa bài cục với bình đàn là điều khó tránh khỏi. Như thấy từ hình cờ ban đầu, việc mà việc không tốt này là một điều mà khó có thể mà nhìn nhận ra ngay được, nhưng mà bằng những cái đề rất là hay lợi dụng pháo sẽ đưa đến điểm này và kết hợp di chuyển cả sĩ cả tướng thì bên đỏ đã chiến thắng được tàn cục này, một tàn cục rất là hay. Clip của mình đến đây cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.